nhớ là Hàn Quốc đấy. Đúng rồi. Đó. Cái này mới gọi là vợ chồng chứ ai chơi kiểu mặc áo đen lưng gấp. Chồng là cái mẹt nó đẹp hẳn lên nha. Rồi, xong. Rồi. Đúng rồi, không biết sao rất anh dưới này là vừa anh có mục đích đúng không? Đúng rồi đó, ai hỏi vợ tôi đâu, bà xã anh Tuấn đâu thì bữa nay nè bà tới rồi đó, vừa lòng cả nhà chưa? Nói giỡn chứ, đây là bà xã trong phim của Tuấn thôi nha cả nhà, diễn viên Khánh Huyền vai vợ Tuấn trong phim Giấc Mơ Của Mẹ đó. Nếu ai có xem phim này rồi thì sẽ biết hai vợ chồng tôi nhé. Cho nên là mình chỉ việc ăn thôi, lý em do ơi. Vì sao mà mình vẫn lên cân đều. Còn dạo này là anh ốm hẳn đi, thấy không? Nhường bao nhiêu thức ăn là nhường hết. Dạo này đẹp hẳn ra là vì nấu cho vợ ăn đấy. Nhưng mà thôi đấy, từ giờ anh cho em bắt ít thôi. Okay, người bạn bè đến đông đông vào thì ăn giúp, đúng không? Ok. Trước khi xuống là bà gọi điện thoại bà hỏi tôi là đại bà muốn gì, mà có thiệt là tự tay anh nấu không hay là anh mướn người nấu để quay clip vậy? Trời ơi, nghe hỏi mà tự ái quá chừng luôn cả nhà. Định là cho nhịn đói luôn, nhưng thôi không đành. Nên phải đi mua 5kg sườn về làm xôi sườn đại bá nè. Mà cái nhà thông cảm nha, vì nhà máy kế bên nó ồn lắm, nên có mấy đoạn tướng thu tiếng của Khánh Huyền bị ồn ồn, cả nhà xí xóa nha. Chờ cái chòi mới xong đi, tha hồ thu tiếng trực tiếp luôn. Sườn tướng mua loại ngon nhất rồi đó, về tướng làm sạch, sau đó cắt ra từng cọng gì nè, để ướp rồi khìa với nước dừa. Ta nói làm có một món mà áp lực hơn làm 3-4 món nữa. Bà cứ chạy ra chạy vô kiểm tra xem tướng có gian lận công đoạn nào không đó cả nhà, chứ không phải có ý tốt phụ đâu, tại bà đâu có thích nấu ăn. Nói chứ lâu ngày gặp lại những người bạn diễn như vậy tướng vui lắm. Vì mỗi một phim là quay với một dàn diễn viên khác nhau, nên có khi cả năm hoặc mấy năm sau mới gặp lại nữa. Nên hôm nay có mấy người bạn đóng phim chung xuống chơi, tướng vui quá trời luôn. Sắp tới chắc phải sắp xếp mời đồng nghiệp xuống chơi thường xuyên quá. Xôi với sườn chín rồi, tướng để ra cái mẹt rồi dọn lên mời mọi người ăn. Còn nước khìa sườn á, tướng sẽ nấu lại và thêm nước tương và chút gia vị để lá cá chan lên xôi ăn là bao ngon luôn. Mà cả nhà chắc là đang nói sao dầu mỡ nhiều quá phải không? Yên tâm đi, nấu xong là tướng đổ ra cái tô cho lắng xuống là tướng hớt lớp dầu mỡ phía trên bỏ hết à. Bữa nay nha, là tôi được công nhận khả năng nấu nướng thật sự rồi nhé. Ai cũng khen mà vui quá trời luôn. Chứ tới bây giờ nhiều người vẫn còn nghi ngờ các món ăn không phải do chính ta tôi nấu đó. Bây giờ mời cả nhà ăn cùng Tấn nha.